Phụ kiện audio xin thân mến kính chào toàn thể tất cả quý vị và các bạn, các bác và anh em đam mê âm thanh trên khắp mọi miền Tổ quốc đang cùng quan tâm, truy cập và theo dõi video clip trên kênh YouTube của Phụ kiện audio. Mọi thông tin chi tiết về tư vấn phối ghép lắp đặt trong hệ thống dàn âm thanh cũng như là trực tiếp đặt hàng những mẫu mã sản phẩm em quay lên giới thiệu, các bác và anh em chúng ta có thể nhắn tin, gọi điện hoặc là trực tiếp kết bạn Zalo với em qua số điện thoại đang hiển thị ở trên chính giữa màn hình ở đây 0835318889. Trước khi đi vào nội dung chính của video ngày hôm nay thì rất mong quý vị và các bạn, các bác và anh em nào đang theo dõi video clip mà chưa ấn nút đăng ký kênh thì có thể bỏ ra từ 5 đến 10 giây quý giá của mình để ủng hộ Phụ kiện audio tiếp tục phát triển kênh cũng như là quay lên nhiều hơn những video clip để các bác và anh em chúng ta cùng nhau xem và tham khảo. Thì các bác và anh em hãy nhanh tay ấn vào nút đăng ký kênh cũng như là ấn vào nút chuông thông báo ngay phía bên cạnh để có thể thường xuyên cập nhật được những video clip mà Phụ kiện audio đăng lên mỗi ngày. Quý vị và các bạn, các bác và anh em thân mến, ở trong video ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu đến với toàn thể tất cả các bác và anh em một cái dòng củ loa rời Bát 20 của hãng Pioneer sản xuất với model sản phẩm là P8820 để các bác và anh em chúng ta cùng nhau xem, tham khảo độ chế thay thế vào trong những cái thùng loa mà con loa bên trong nó đã cũ rồi này, cháy hỏng, kém chất lượng rồi, chúng ta có thể độ chế thay thế vào. Hoặc là các bác và anh em chúng ta đang đóng loa, gióng loa và đang đi tìm cho mình một cái dòng củ loa rời Bát 20 cao cấp, chất lượng, giá thành hợp lý thì có thể tham khảo. Thì mẫu ngày hôm nay em quay lên giới thiệu đến với toàn thể các bác và anh em nhé. Ngay bây giờ thì em sẽ giới thiệu chi tiết vào cái dòng sản phẩm này để các bác và anh em chúng ta cùng nhau xem này. Đầu tiên là về cái hình thức sản phẩm, mặt là mặt hình tròn với 1, 2, 3 và 4 lỗ bắt ốc ở đây. Mặt hình tròn, mặt loa màu đen này, gân cao su, mặt loa ở giữa là màu đen các nhá. Mặt loa ở giữa là một màu đen nguyên như này. Gân cao su đàn hồi cực kỳ tốt. Và một cái điểm cộng của những cái dòng loa này đó là ở cái vành loa này, họ thiết kế cả những cái mút xốp này. Đấy, mút xốp xung quanh cái vành loa như này các bác nhá. Đấy, cái mút xốp rất là cẩn thận trong việc làm hoàn thiện sản phẩm. Vành loa này là những cái mút xốp này, gân cao su đàn hồi tốt này. Mặt loa màu đen thì rất là đẹp. Đấy, và đây là phần khung loa. Phần khung loa thì toàn bộ nó là kim loại hết. Và đây là hai phần tai loa âm dương, đánh dấu cộng trừ âm dương rõ ràng các bạn nhé. Đấy, phần tai to đánh dấu cộng này, phần tai nhỏ đánh dấu trừ này. Và nhìn từ ở đây thì các bác và anh em chúng ta có thể nhìn thấy là trực tiếp cái phần nhện của loa. Đấy, phần nhện rất là đẹp ở đây. Em sẽ quay một vòng để các bác và anh em xem kỹ hơn về cái hình thức sản phẩm nhé. Đấy, nhện loa này. Và đây là phần củ từ. Củ từ thì rất là to, nặng, dày bản. Đấy, củ từ rất là dày bản như này, to, nặng. Cầm một chiếc trên tay này thì khá là đầm tay. Và ở đằng sau, mặt đằng sau là tên thương hiệu Pioneer, model sản phẩm P8820, công suất là 200W trên một củ loa nhé. Công suất chịu tải là 200W trên một củ loa, trở kháng là 8 ohm và độ nhạy là 91 dB. P8820. Đấy, hình thức sản phẩm thì cực kỳ đẹp như này, các bác và anh em có thể tham khảo. Bây giờ thì em sẽ đo kích thước của cái dòng loa này. Kích thước của cái dòng loa này thì đường kính toàn vành của nó là 21 cm. Đấy, đường kính toàn vành là 21 cm. Nếu mà để khoét thùng thì các bác và anh em có thể tham khảo cái thông số là độ khoảng 18,5 cm đến 19 cm là khoét thùng là rất là hợp lý nhé. Và đây là phần củ từ phía đằng sau này, anh sẽ đo kích thước phần củ từ phía đằng sau. Kích thước củ từ phía đằng sau của nó sẽ rơi vào là 14 cm. Đấy, củ từ là 14 cm, củ từ 140, mặt là 21, kích thước khoét thùng độ khoảng 18,5 đến 19 cm. Kích thước sản phẩm thì cực kỳ đẹp. Cặp loa này thì tiếng bass rất là chắc chắn, uy lực. Và bây giờ thì em sẽ test sản phẩm này thì các bác và anh em chúng ta cùng nhau thẩm âm nghe thử cái dòng loa Bass 20 Pioneer P8820, mặt màu đen, gân cao su màu đen, để các bác và anh em chúng ta cùng nhau thẩm âm và nghe thử nhá. Ở đây thì em đã bị sẵn một cặp đây rồi, đấu qua phân tần. Và lưu ý với tất cả các bác và anh em là trong video này em test là test ở môi trường ngoài. Nếu như mà về nhà các bác và anh em chúng ta đóng thùng hoặc là độ chế lại vào trong thùng thì cái chất lượng cộng hưởng âm thanh, cái tiếng bass của nó sẽ đầm ấm, chắc chắn và uy lực hơn rất là nhiều so với việc em hiện tại là đang test ở môi trường ngoài như này. Và ngay bây giờ thì xin mời tất cả quý vị và các bạn, các bác và anh em cùng nhau thẩm âm dòng loa Bass 20 của hãng Pioneer sản xuất, model sản phẩm P8820 này nhé. Thank you.
được cho nhỏ âm lượng đi một chút để thông báo giá đến với toàn thể các bác và anh em để chúng ta cùng nhau tham khảo về cái dòng loa Bass 20 mặt đen này nhá. Một cặp này có mức giá hiện tại đang là 1.450.000 đồng. 1.450.000 đồng ở đây hiện tại là em đã bao gồm phí vận chuyển, đã bao gồm phí vận chuyển để bao ship cho các bác và anh em nhá. Để các bác và anh em chúng ta về chúng ta độ chế thay thế hoặc là đóng loa, dòng loa 1.450.000 đồng một đôi gồm 2 chiếc. Còn nếu như mà các bác và anh em chúng ta cần 1 chiếc thôi thì mức giá của 1 chiếc là 750.000 đồng nhá. 1 chiếc là 750, còn 1 đôi là 1.450.000 đồng. Mọi thông tin chi tiết về tư vấn phối ghép lắp đặt trong hệ thống dẫn âm thanh cũng như là trực tiếp đặt hàng những mẫu mã sản phẩm củ loa rời, bát mít chép, dây dẫn âm thanh trong hệ thống dẫn âm thanh từ dây loa, dây tín hiệu và đầu giải mã âm thanh DAC chất lượng cao, các bác và anh em có thể nhắn tin gọi điện trực tiếp cho em qua số điện thoại đang hiển thị ở trên chính giữa màn hình ở đây 0835318889. Em xin nhắc lại một lần nữa là 0835318889. Quý vị và các bác và anh em ở gần những địa chỉ cơ sở của chúng em thì có thể qua trực tiếp để test sản phẩm, thẩm âm sản phẩm trước khi chúng ta mua sắm sản phẩm. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn, các bác và anh em ở những video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.